Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa, họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không có đáng cởi qua dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, yêu màu áo tím, thương nhớ mong chờ ai? Chúng ta sống mùa vọng với màu tím rất là quen thuộc, như một điệp khúc để mà kêu gọi chúng ta sám hối. Thế nhưng hôm nay khi chúng ta bước vào tuần thứ ba của mùa vọng, thì chúng ta lại thấy ánh lên màu hồng. Màu hồng của niềm vui, của chan chứa hy vọng, vì giữa anh em một đấng thánh, một đấng cao trọng, một đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh đang đến với anh em. Bởi vậy cho nên chủ đề của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng là anh em hãy vui lên. Bài đọc thứ nhất: vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng. Niềm vui của một Thiên Chúa yêu thương con người. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Và dân của Chúa được sánh ví như một cô gái đẹp đẽ xinh tươi. Và hãy vui lên, hãy nắm bắt được cái niềm vui mà Chúa đem đến cho anh chị em. Thiên Chúa lấy tình thương của người mà đổi mới chúng ta, và Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Niềm vui của Thiên Chúa là con người được sống động, con người được vui, con người được hạnh phúc. Và cũng như vậy, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philippe: thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Và tôi phải nhắc lại với anh em, phải vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Chúa là nguồn vui. Và Đức Tổng Giám mục Phaolô của chúng ta, Ngài đã chọn danh hiệu này là chỉ dẫn cho cuộc đời mục tử của Ngài: Chúa là nguồn vui của con. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta có bắt được niềm vui mà Chúa muốn chúng ta sống hay không?
Ông Gioan làm phép rửa nơi dòng sông Giô-đan, và người ta cảm thấy có điều không ổn, và vì thế cho nên đã tìm đến với Gioan bên dòng sông để rồi chúng tôi phải làm gì đây? Chúng tôi phải làm gì để chúng tôi nắm bắt được niềm vui của tin mừng? Và Gioan cho thấy rằng niềm vui tin mừng ấy được diễn tả đó là bác ái yêu thương. Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng hay làm như vậy. Những chiếc áo, chiếc quần của tôi treo ở trong tủ kiếng của tôi hết năm này năm khác, và như vậy nó không thuộc quyền của tôi, nó cần phải được san sẻ cho những người không có. Mọi người tìm đến với Gioan, những người thu thuế cũng đến để Gioan dìm dưới dòng sông Giô-đan để biểu tỏ cái lòng sám hối. Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Đừng đòi hỏi gì quá mức đánh đựng cho anh em. Như vậy niềm vui ấy sẽ triển nở trong tâm hồn khi mình sống công bằng, không tham lam vơ vét cho mình, mà luôn nhìn đến sự công bằng. Người khác có quyền được hưởng những gì với công sức của họ. Binh lính cũng hỏi Gioan, anh em chúng tôi phải làm gì đây? Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta hôm nay cũng hãy hỏi, lạy Chúa, con phải làm gì đây? Con làm gì đây để con có thể nắm bắt được cái niềm vui hạnh phúc Chúa đem đến cho chúng con? Và nhà danh họa Pablo Picasso là một danh họa của người Tây Ban Nha. Ông khẳng định rằng ý nghĩa của đời tôi là đi tìm kiếm những quà tặng, và mục đích của đời tôi là gì? Là tôi cho đi những gì tôi có được. Và cái hạnh phúc là khi tôi đi tìm kiếm và tôi dâng tặng. Và đó cũng là ý nghĩa và mục đích của đời sống của tôi. Nhà danh họa Pablo Picasso, người Tây Ban Nha, nói như vậy. Ý nghĩa quá. Không vun quén cho mình, đi tìm kiếm để rồi có được và rồi ban tặng. Và như vậy cuộc sống, ý nghĩa và mục đích đong đưa với nhau. Tìm kiếm để có được và có được để dâng tặng. Kính thưa các ông bà anh chị em, chúng ta sống trong mùa vọng, và mỗi người chúng ta khao khát Chúa. Và đâu là hạnh phúc đích thật cho đời Kitô hữu của chúng ta? Thưa, đó chính là Chúa Giêsu là nguồn ân sủng được trao ban cho nhân loại chúng ta. Và nơi Chúa Giêsu chúng ta được đón nhận hết ơn này đến ơn khác. Và thậm chí nhiều khi có những ơn mình xin với Chúa mà mình cảm thấy mình không được. Và chính trong cái sự thiếu thốn ấy, mình lại khám phá ra đâu là cái giá trị đích thực của quà tặng mà Chúa đem đến cho mình. Và như vậy sống trong mùa vọng này có nghĩa là sống trong niềm vui. Niềm vui ta ơn Chúa vì những ơn Chúa đã thương ban, và ngay cả những gì chúng con đây chưa nhận được, thế nhưng lại cho chúng con thấy đâu là cái ý nghĩa đích thực của đời sống của chúng con. Đó chính là đến với Chúa
đó chính là khao khát Chúa. Và lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến để làm cho tâm hồn của chúng con được tràn ngập niềm vui. Và hôm nay chúng con đã bước vào Chúa Nhật thứ ba của mùa vọng. Xin cho chúng con nắm được niềm vui của ơn cứu độ, và cho chúng con có được một tâm tình hân hoan, cho dẫu sắc màu của mùa vọng là màu tím, là màu kêu gọi chúng con trở về với cõi lòng của mình, để đào sâu, để mà khám phá, và nhất là để nhìn nhận ra con người tội lỗi của chúng con, để chúng con lãnh nhận được hồng ân cứu độ của Chúa. Chúa đến để cho con người được hạnh phúc. Xin cho chúng con nắm bắt được niềm vui mừng mà hôm nay Hội Thánh cho chúng con thấy, một niềm vui đang đến, một niềm vui đang thâm nhập. Và mỗi người chúng con đây có mở toang cánh cửa tâm hồn, để rồi ơn của Chúa, phúc lành của Chúa, hạnh phúc tràn ngập tâm hồn chúng con hay không?